Rồi bây giờ cho hai chuột đánh pizza nha. Ừ, chưa, hai cái chuột nó lỗ, chặn cái lỗ lại. Ừ, chặn cái lỗ lại. Con chuột này, hai chuột này chuột nào là đánh pizza thắng là Ken? Để cho coi hồi nó có lùa trái bi xuống không nha. Giờ mình để trái bi ngay chỗ này đi. Rồi cho con chuột nó coi hồi nó có lùa xuống không nha. Rồi đi về. Ơi, rồi con chuột nó lùa cho banh nó xuống rồi hả? Dạ đúng rồi. Rồi con chuột màu vàng thắng rồi. Chuột màu vàng được một không quá. Rồi ở chuột màu vàng hai trái rồi hả? Rồi 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 đi im đi, đi im đi. Để coi coi chuột màu cam này. Wow, xin chào bạn Ken nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có nguyên một bộ bàn luôn. Đây là bàn đánh pizza nha. Này là mấy cái bi nè, quá trời bi luôn. Không phải bánh pizza đâu. Bàn là pizza chứ không phải bánh pizza, đúng không? Rồi bây giờ, wow, cái này gì hả bạn Ken? Bạn Ken có nguyên vỏ trứng nữa các bạn ơi. Vỏ trứng con gà của con nó đẻ đó. À, vỏ trứng con gà con nó đẻ hả? Ồ, dưới đây là mấy con chuột của bạn Ken nè các bạn. Đây, hai con chuột này rất là dễ thương nha. Cắn rượu lắm á. Hai chuột này hả, nó vui lắm các bạn. Cắn nhau hoài, giờ ngủ rồi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ráp cái bàn pizza này ra cho các bạn xem thử nha. Rồi, bây giờ ta ráp cái bàn thôi. Rồi, các bạn mình ráp thử cái bàn này nha. Rồi, mình dẹp mấy cái bi vô. Đây là cái chân bàn đây. À cái bàn này nó có cái chảo nó để cho hả cái trái banh nó rớt xuống không có bị mất đó các bạn. Rồi được hai chân rồi. Bây giờ tiếp theo mình ráp. À mình ráp cái chân bên đây cho nó đứng vậy. Ủa bên kia chưa gắn hả? À bên kia chưa gắn hả? Rồi gắn đây luôn. Rồi, cái bên này gắn luôn. Ờ, bây giờ nhớt đi hà. Bây giờ nhớt đi hà của con nhập. Rồi, đây, các bạn ơi, đây, một cái bàn pizza. Một bàn pizza mini dành cho các bạn nhỏ chơi nha. Cái này là người lớn chơi cũng được nữa. Nhưng mà chơi không có đã. Tại nó nhỏ quá. Đây là mấy cái chảo này để mình nó rớt bi xuống cái mình lụm lên nè. Rồi bây giờ mình bỏ bi vô đây. Rồi bạn Ken ơi, con biết mấy cái màu bi này không? Đây là màu gì? Màu xanh biển bỏ vô trước. À đúng rồi, đây là màu gì? Màu xanh nước biển hả? Xanh biển. Còn đây màu gì? Màu nâu. Đây màu gì? Màu đen. Màu gì? Màu vàng hai cá luôn. Ừ, đây màu gì? Màu cam. Màu gì? Đó. Đây màu gì? Màu xanh xanh. Đây màu gì? Màu tím. Rồi bây giờ mình đọc số nha. Đọc số thứ ba nha. Số 1. Số 1. Và hay quá. Số 9. Số 8. Số 8. Số 10. Số 10. Số 7. Số 7. Số 2. Số 2. Số 4. Số 4. Số 6. Số 6. À, đây số 3. Số 3. Rồi, còn trái bi cuối cùng là màu gì bạn Ken? Trắng. Con màu trắng đâu có số đâu. Ừ đúng rồi. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ bỏ mấy trái bi này vô dưới lỗ quên nữa. Đây là hai cái cây cơ của nó nè các bạn ơi, hai cây cơ của nó nha. Để con bỏ xuống nữa giá đâu. Đâu? Rớt chưa? Chưa. Chưa rớt hả? Ông đây. Rồi các bạn ơi, bây giờ bàn pizza xong rồi mình để bàn pizza đây mình thục thử nha. Cái này cái gì vậy bạn Ken? Cái này cái gì vậy? Cây trong chống gió con. Đây bạn. Gió bay. Ừ. À con làm chống bay thử coi. Wow, cái này bị rồi bây giờ mình thục thử cho trái bi này nghe bạn coi nó mạnh không. Đây thục đây chiêu rồi hỉ rồi. Rồi cầm bánh quay ba thục không được, ba thục cái đầu bự thôi đó. À đã ghê chưa. Không có. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bỏ bi vô cái lỗ coi nó chạy ra thử nha các bạn. Wow, nó chạy ra kìa.
Rồi hai trái rồi ba trái luôn. Rồi bên kia bạn Ken ơi. Một trái nữa hả? Rồi bốn trái. Ở này có nhớ không? Rồi có, con bỏ thử coi. Không, đâu nhớ con. Ở đây có nhớ không? Có. Rồi bỏ vô. Rồi bỏ vô nha. Đây, hai trái, ba trái, bốn trái. Rồi, rồi bỏ bên đây. Rồi bạn Kem bỏ bên đây nha. Không, đâu nhớ con. Có, con bỏ vô thử đi. Ơi chạy luôn rồi. Rồi con bỏ vô thử nha. Một trái, hai trái, ừ. Rồi ba trái luôn. Rồi bây giờ bỏ con chuột lên cho nó chơi pizza luôn. Hôm nay mình bỏ con chuột này lên cho nó chơi pizza nha các bạn. Cho mấy chuột này nó vận động chút đi. Hôm nay nó ngồi trong trong nhà không à. Đây, đây. Đây chú chuột nhắc. Trời ơi, chú chuột này chạy ghê lắm. Con nghĩ chú ở trong đó sao con đâu bắt được đâu. Ừ, rồi, nó núp trong đó đó hả? Đây, hai chú chuột. Rồi, bỏ banh lên cho hai chú chuột này đá. Đá banh luôn. Coi chừng nó chạy xuống hay con. Chạy xuống xù cắn lắm đó. Rồi các bạn ơi, quá wow, hai con chuột đánh pizza nha. Chuột. Rồi bây giờ cho hai con chuột đánh pizza nha. Đấy chưa hả? Hai cái chuột xuống lỗ, chừng cái lỗ lại. Ừ, chặn cái lỗ đó. Con chuột này, hai con chuột này chuột nào đánh pizza thắng bằng Ken? Ừ. À, con này chơi thắng nó chạy luôn rồi. Để cho coi hồi nó có lùa trái bi xuống không nha. Giờ mình để trái bi ngay chỗ này đi. Rồi cho con chuột nó coi hồi nó có lùa xuống không nha. Rồi bây giờ ơi rồi con chuột nó lùi cho banh nó xuống rồi hả? Dạ đúng rồi. Rồi con chuột màu vàng thắng rồi. Chuột màu vàng được một không quá à. Rồi ở chuột màu vàng hai trái rồi hả? Rồi đi im đi để coi chuột màu cam này quá. Đang chuột màu con này nó sắp quá. Con màu vàng thắng nữa rồi. Bây giờ màu vàng ba trái rồi. Con chuột màu đốm này thua rồi. Chuột màu đốm này không thắng. Ơi, nè con chuột màu đốm. Ơ con này chơi thắng rồi. Rồi con chuột màu đốm được một trái rồi. Ơi con chuột màu vàng. Nè con chuột màu đốm kìa. Rồi con chuột màu đốm đá cái banh vô luôn rồi. Ơi hay quá. Rồi ơi nó chạy kìa con chuột màu đốm. Rồi. Ơi các bạn ơi bạn Ken. Con chuột màu vàng trơn vàng nha. Ơi. Hết đạn rồi hả? Rồi lụm lên cho lặn giờ. Giờ bạn Ken không có đụng vô chuột nghe. Để tự cho nó chạy nha. Anh nó chạy là bạn Ken thua đó. Rồi các bạn ơi, bây giờ cho hai con chuột thi pizza nha. Con nào bỏ vô trước là con đó thắng. Rồi từ từ nha. Giơ tay lên nha. Rồi một. Con màu đốm được một cục rồi. Nó chui luôn rồi hả? Con màu vàng sắp chui lên rồi. Con màu vàng được. Ê khoan, đừng đụng vô. Rồi con màu vàng một cái nó đều. Rồi thả ra. Còn bốn quả nữa nha, bốn quả nữa nè. Rồi coi con nào thắng đây. Ai nó nhảy xuống. Rồi bỏ ra giữa lại. Rồi bỏ ra giữa lại nha. Ê. Rồi bỏ ra giữa lại. Wow, nhanh quá. Ơi con hai con này nó chạy ghê quá. À nó chạy đi đâu vậy? À nó chạy vô chuồng rồi. À, rồi con màu đốm này được một viên nữa rồi. Con kia dĩa vô nhà hả? Rồi bỏ vô chuồng đi cho anh chơi lại chút cho anh chơi lại. Đây bỏ vô chuồng lại. Rồi. Xong rồi.